quý vị, vừa qua ngày 14 tháng 6, Phật tử Ngọc Hồ cùng đoàn doanh nhân Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng công ty Ngọc Danh Blessing Gold phát tâm dâng cúng dường cặp đèn đầu tiên trong dự án 100 cặp đèn yêu thương. Dự án 100 cặp đèn yêu thương trong mùa an cư kết hạ lễ Phật đản và hướng tới mùa Vu Lan năm 2023, công ty Ngọc Danh Blessing Gold, địa chỉ 363 Phạm Hùng, phường Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện là bà Nguyễn Mộng Ngân, đồng hành 50% cùng với doanh nhân Ngọc Hồ và đoàn doanh nghiệp Phật tử đến dâng cặp đèn yêu thương vào sáng 14 tháng 6 năm 2023 tại chùa Phước Hưng, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đây là cặp đèn đầu tiên trong dự án 100 cặp đèn của Ngọc Danh Blessing Gold được truyền thông trên kênh VTC10, VOVH, Phật học online, truyền hình Phật giáo, cho chân thành sẽ nhận yêu thương. Với hàng ngàn ngọn đèn có thể được thắp sáng bởi một ngọn đèn và cuộc đời của ngọn đèn ấy không hề bị tắt bởi hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết hướng tâm và chia sẻ. Với ý nghĩa nguyện cầu quốc thái dân an, ngày Vu Lan là người con luôn tri ân, ghi nhớ công ơn nghĩa sinh thành của ông bà cha mẹ, hiện tại hay quá khứ, để hướng tới tương lai chân thiện mỹ cho hoàn thiện, thân tâm trí, nhờ ánh sáng Phật Pháp nhiệm màu khi dâng cặp đèn trí tuệ cho đời và đạo. Thời gian dự án trao 100 cặp đèn từ nay đến tháng 9 năm 2023 cùng lan tỏa với các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân, mạnh thường quân phát tâm đồng hành cùng công ty Ngọc Danh Blessing Gold cúng dường các chùa trên toàn quốc.